Xin chào anh em đang xem kênh của Tấn Tài Xỉu. Rất nhiều anh em đang đi tìm cái dòng hột tài xỉu mắt lé này, hay được gọi là hột tài xỉu hạ mặt này. Rất nhiều anh em đi tìm kiếm và hỏi Tấn là anh ơi, bên anh có dòng hột này không? Thì bên Tấn là chuyên là sản xuất ra những cái bộ hột tài xỉu chống âm này, chống thầy thợ anh em nhé. Hột này được gọi là hột đấu trường C1, hột tài xỉu đấu trường C1. Nó hỗ trợ cho anh em đi lắc tài xỉu đua 5 năm là anh em dùng cái bộ hột này thì bao phê luôn. Hột này của nó sẽ chống âm và không có âm luôn tất cả anh em nhé. Hột này là hoàn toàn là không có âm. Anh em nhìn bộ hột này. Đấy, hoàn toàn là không có âm. Tại vì sao không có âm ở đây? Tức là 6 cái mặt này, nhất nhị tam tứ ngũ lục, Tấn bo hột lại và hạ mặt xuống. Tức là bình thường nó sẽ có một cái lỗ âm gió ở bên những cái mặt này, nhưng Tấn đã hạ nó xuống cho nên là không còn âm nữa. Anh em mà đi đấu trường đua 5 năm thì đảm bảo là tay em đã thầy thợ là không có cửa thắng. Thì mọi chi tiết anh em cần đặt cái bộ hột này, anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline trên màn hình, hoặc là có thể là đăng ký kênh comment, kết bạn Zalo vào số 0868025555, link mô tả bên dưới màn hình. Cái bộ hột này thì xưởng của bên Tấn làm nó rất là cực, trong vòng 5-6 tiếng mới xong một bộ hột. Cho nên là anh em mua hàng thì lưu ý, đặt hàng thì cố gắng nhận hàng giúp Tấn. Bộ hột này làm rất là khó khăn, toàn những là dân chơi người ta mới biết dùng cái bộ hột này thôi. Dân thường là người ta không biết lắc. Khi mà anh em đi lắc tài xỉu ấy, lắc tài xỉu ở tất cả những cái sòng sới nào, anh em đều lưu ý cho Tấn, hột này không có đường thắng. Anh em lắc cái thì tay em không có đường thắng anh em nhé. Cái bộ hột này nó hỗ trợ cho anh em là đi lắc tài xỉu hoàn toàn là có thể chiến thắng đến 99%. Đây, để Tấn sẽ test thử cho anh em xem là cái âm của hột này như nào. Ví dụ đang là, và lưu ý hột này thì Tấn có thể làm cho nặng mặt hoặc là nhẹ mặt theo ý của anh em nhé. Này, ví dụ đang là tài này, lắc qua xỉu này, lắc qua xỉu này. Đó, đang tài qua xỉu vẫn được mà, đang xỉu mà cho lên tài vẫn được nhé. Anh em nhìn không, đang tài cho qua xỉu, đang xỉu cho lên tài, hoặc là mình lắc 5 năm thôi. Đây là lắc 5 năm này. Đấy, 5 năm nó vẫn đi đều luôn. Lắc tức là mình lắc hên xui ấy, nó vẫn đi. Anh em nhìn không? Đang tài qua xỉu, xỉu qua tài, lắc 5 năm nó vẫn đi. Hột này đi rất đều đó, đang xỉu, xỉu lên tài. Thì bộ hột này của nó, giá trị của nó rất là ok để anh em có thể chiến thắng cho trận lắc tài xỉu ở những cái sòng sới, ở những cái trường gà. Đây là bộ hột đặc biệt luôn anh em nhé. Anh em xem bộ hột chợ này. Đấy, bộ hột chợ này, mắt của nó này. Anh em nhìn không? Hai bộ hột này mắt nó khác nhau chưa? Đấy, một cái thì mắt nhỏ, nó hạ âm xuống rồi, còn một cái thì là giữ nguyên. Thì chắc chắn là anh em sẽ lựa chọn cái bộ hột mắt nhỏ để đi lắc tài xỉu, nó sẽ hiệu quả hơn. Ở bên Tấn thì cơ sở trên 351 quốc lộ 13, Thủ Đức, Sài Gòn. Anh em nhớ đăng ký kênh, comment. Mua hàng thì đặt hàng Tấn sẽ tặng kèm cho anh em là một cái dĩa Minh Long này. Đây, đây là đĩa Minh Long này, Tấn sẽ tặng cho anh em cái đĩa Minh Long này, cộng với là một cái nắp cuốn chì. Tấn sẽ làm cho anh em một cái nắp cuốn chì để chống âm luôn, để anh em đi lắc cái hiệu quả, đi lắc tài xỉu một cách hiệu quả hơn. Thì mọi chi tiết thì anh em nhớ liên hệ vào số hotline trên màn hình, đăng ký kênh, kết bạn Zalo ở link mô tả bên dưới, gặp Tấn Tài Xỉu. Đấy, xưởng bên Tấn chuyên nhận làm những cái bộ hột tài xỉu như thế này, hỗ trợ cho anh em đi lắc cái hột mắt nhỏ luôn anh em nhé, cực kỳ hiệu quả luôn. Này, anh em nhìn này, đây là bộ hột mắt nhỏ, cực kỳ hiệu quả luôn. Này, đấy, anh em nhìn bộ hột đẹp không? Quá đẹp luôn. Này, bộ hột này là bộ hột mắt nhỏ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thì bên Tấn là chuyên cung cấp cho anh em tất cả những cái hột tài xỉu để anh em đi lắc tài xỉu bịp. Ví dụ như là hột công chuyện đây. Ví dụ anh em nhìn đang là tài này. Bộ hột này là bộ hột qua lại này, đang là tài này. Dụng cụ của bộ hột này bao gồm là hột cộng với một hột cộng với đĩa, cái dĩa này, nắp là nắp chợ. Khi anh em đang là lắc tài này, khi anh em dở lên thì nó sẽ qua xỉu. Khi em khui anh em đẩy nắp này, qua xỉu này. Đó, bộ hột này là bộ hột qua lại. Thì mọi chi tiết anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn và hẹn gặp lại tất cả anh em.